Already, students got come back to series about learning tiếng Anh TOEFL Global Success, and I'm very happy to support you in this unit 2, A Multicultural World. Xin chào các con, chào mừng các bạn đến với xin chào các bạn học sinh lớp 12, chào mừng các bạn đến với chuỗi video cô Thủy hướng dẫn các con học chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12. Chúng ta đang ở đơn vị bài học số 2, hãy tiếp tục ủng hộ cô Thủy bằng cách để lại một like, share đúng không, và theo dõi kênh để cô sẽ cùng hướng dẫn các con trong các bạn trong chương trình học tập của các em. Chúng ta đang ở bài học số 2, A Multicultural World, là một thế giới đa văn hóa. Chúng ta sẽ cùng đi bắt đầu từ phần Getting Started để biết được cái nội dung chính trong phần học của chúng ta ha. Thì các bạn thấy ở đây nó là câu chuyện giữa Nam, Mai và Linda. Các bạn nói về các món ăn khác nhau đúng không? Chúng ta thấy có món ăn nào của Việt Nam các bạn thấy ở đây không? Với các món ăn khác nhau này, với những cái màu sắc như thế này thì nó sẽ thể hiện văn hóa của các quốc gia khác nhau. Đó, và chúng ta sẽ cùng xem câu chuyện của các bạn ấy như thế nào nhé. Now, let's listen. Okay, we've arrived at the International Cultural Festival. It's a very popular event in Hanoi. It brings cultures from all over the world to one location. Yes, it's a way to learn about cultural diversity, particularly by tasting food from different countries. I'd really love to try Korean kimchi or traditional Japanese sushi. Japanese cuisine is world famous, as well as very healthy. Can you show us around, Nam? Sure. Let's go to the Korean booth to try some kimchi and spicy rice cakes called tteokbokki. I also heard that a famous K-pop group will be at their booth. That'll be amazing. I might meet my favorite group there and get their autographs. Well, I'm not... I can see it on the open booth, and it looks huge. Visitors can play Vietnamese traditional games, such as tug of war and bamboo dancing. They all sound fun. I'll try to join all of them if I can. And we can also have spring rolls and bún cha, grilled pork meatballs with noodles, which is probably Hanoi's most popular dish. I suggest that we go to the Vietnamese booth first. I love Vietnamese spring rolls and would like to try bún cha. Great, that's a nice idea. Ok, như vậy với câu chuyện của ba bạn thì các bạn đang ở trong một cái lễ hội văn hóa thế giới. Thế giới một văn hóa quốc tế, đúng không ạ? Và các bạn đang trải nghiệm những cái nền văn hóa khác nhau thông qua những cái món ăn chúng ta có thể thấy. Cô sẽ dịch nội dung của bài như sau. Chúng ta đã đến lễ hội văn hóa quốc tế rồi. Đây là một sự kiện thường niên ở Hà Nội. Nó mang văn hóa của tất cả các nơi trên thế giới đến một địa điểm. Đúng rồi, đó là cách để chúng ta học về sự đa dạng văn hóa, đặc biệt là thử những cái món ăn của các quốc gia khác nhau. Tớ thực sự là thích thích ăn món kim chi của Hàn Quốc, hoặc là món ăn truyền thống sushi của người Nhật Bản. Món ăn của người Nhật Bản thì là nổi tiếng trên thế giới, cũng như là rất có lợi cho sức khỏe. Cậu hãy cho đưa chúng tớ đi xung quanh Nam nhé. Chắc chắn rồi, chúng ta hãy đi đến quầy hàng ăn của người Hàn Quốc để thử một ít kim chi và cái bánh gạo cay thì gọi là Jjajangbook nhé. Tớ cũng nghe nói rằng là có một nhóm nhạc nổi tiếng K-pop sẽ đến cái sẽ có mặt ở gian hàng đó đấy. Wow, thật là tuyệt vời. Tớ sẽ gặp nhóm nhạc yêu thích của tớ ở đó và xin chữ ký của họ. Tớ không thích nhạc Hàn Quốc lắm. Chúng ta có thể đi đến quầy của những người Anh trước không? Tớ muốn thử món cá và khoai tây chiên. Quầy của người Anh thì ở phía góc kia, họ phục vụ những món ăn rất là ngon và bán những cái hàng kỷ niệm của những cái nơi khách du lịch nổi tiếng ở nước Anh. Thế còn cái quầy của người quầy bán hàng Việt Nam ở đâu? Tớ có thể thấy nó ở trên bản đồ đấy. Cậu hãy mở, đó là một cái đó một cái, đó là một cái gian hàng mở và nó rất là lớn. Khách tham quan có thể chơi những cái trò chơi truyền thống của người Việt Nam, ví dụ như là kéo co hay là nhảy sạp. Rất là nhiều niềm vui luôn. Tớ sẽ thử tất cả nếu tớ có thể. Và chúng ta có thể ăn nem cuốn hoặc là bún chả.
Đây là món ăn rất là nổi tiếng của người Hà Nội. Tớ gợi ý là chúng ta đi nên đến quầy của người của quầy bán hàng người Việt trước đi. Tớ thích rất thích bún chả, tớ rất rất thích nem cũng như là bún chả, và tớ sẽ thử cả bún chả nữa. Tuyệt vời, đó là ý tưởng rất là hay. Như vậy với cái sự đa dạng khác nhau về văn hóa thì các bạn đã đi được đến các nơi khác nhau và tìm ra được những cái đặc điểm riêng của các phần. Nhiệm vụ số 2 thì yêu cầu các con sẽ đọc lại đoạn hội thoại và con hoàn thành cái bảng và sử dụng không quá 3 từ. Trong đó chúng ta nói về các quốc gia như là Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Anh và Việt Nam, nói về đồ ăn hoặc là các con có thể mua những cái sản phẩm, sản vật như thế nào. Thì các con chú ý, đồ ăn ở Nhật Bản thì chúng ta nhớ đó là món sushi, đúng không? Ở Hàn Quốc thì các con có thể thử món kim chi, món tteokbokki, và các con có thể gặp được những gì ạ? Những cái nhóm nhạc nổi tiếng và xin chữ ký của họ. Thế còn ở nước Anh thì ở quầy của người Anh những cái món nổi tiếng đó là cá và khoai tây chiên, đúng không? Con mua đồ lưu niệm này. Thế ở Việt Nam thì ngoài cái việc con thử được món bún chả này, đúng không? Bún chả này và món nem này, nem rán, thì chúng ta có thể chơi trò chơi, đúng không ạ? Chơi những cái trò chơi truyền thống như là tug of war and bamboo dancing, đúng không nhỉ? Kéo co hoặc là nhảy dây. Nhiệm vụ tiếp theo, các con sẽ tìm những cái từ ở trong phần 1 mà có nghĩa giống như là những từ ở trong cụm đoạn chúng ta có ở đây. Đầu tiên chúng ta có từ variety, có nghĩa là đa dạng. Như vậy chúng ta có từ diversity, cũng cùng nghĩa với từ variety, có nghĩa là đa dạng, là nhiều. Đó, đây là một cái phong cách ăn mặc. Thì chúng ta dùng từ phong cách nấu ăn, nó dùng từ cuisine. Ok, tasty là delicious, là rất là ngon này. Interesting place là nơi rất là thú vị, hấp dẫn, nó dùng từ attraction. Alright. Phần tiếp theo các con sẽ điền mạo từ ơ ân tơ, điền vào các chỗ trống. Và các bạn cũng biết là theo cái ma trận mới nhất của đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì chắc chắn sẽ có một cái câu hỏi ở dạng ơ ân tơ ở trong phần announcement để các con sẽ điền, đúng không? Chúng ta có như sau: Nam đưa bạn Mai và Linda tới một lễ hội văn hóa quốc tế ở Hà Nội, và chúng ta đã xác định được at the International Cultural Festival. Như vậy đây chúng có mọi từ dơ, đúng không ạ? Ăn những cái món ăn từ các quốc gia khác nhau là cách để chúng ta học về cultural diversity, học về đa dạng văn hóa. Và chúng ta có ở đây learn about cultural diversity. Như vậy các con không có cái mạo từ nào xuất hiện ở phần chúng ta có. Câu số 3, Nam tells his friend that famous K-pop. Đây, như vậy các con tìm xuống chúng ta có như sau: famous K-pop. Ok. Famous K-pop group within the booth. Và câu số 4, chúng ta có đó: that the Vietnamese booth is an open booth. Con nhìn thấy đây trong cái đoạn hội thoại thì chúng ta thấy đó là gì ạ? Có một cái quầy mở. Đó, quầy mở của rất là rộng. Đây đúng không ạ? Oh, that's an open booth. Ok. Nên chúng ta sẽ lựa chọn các phương án như thế này. Và chúng ta dùng câu số 1, chúng ta dùng mạo từ dơ khi trước lễ hội và được xác định đó là International Cultural Festival, là tên của cái lễ hội đó đã xác định. Thứ hai, ta không dùng mạo từ dơ trước danh từ đến được cultural diversity và mang nghĩa chung chung. Thứ ba, trước cụm từ famous K-pop group có chữ F nên ta sử dụng là ơ, là một nhóm nhạc nổi tiếng. Và câu số 4, chúng ta có từ open group boots là từ bắt đầu bằng một nguyên âm O, đúng không ạ? Nên sử dụng mạo từ tơ. Và trong phần language chúng ta sẽ nói rõ hơn về phần này. Như vậy các con đã kết thúc phần getting started, con có cái nhìn toàn cảnh về cái nội dung của bài số 2. Chúng ta di chuyển sang phần language với 3 phần chính. Phần đầu tiên chúng ta sẽ nói về âm I, oi, I and ao. Ok, listen and repeat. Oi, Oi, join, joy, enjoy, enjoy, I, I, spicy, spicy, bye, bye, ow, ow, crowded, crowded, around. around. Đó, chúng ta có nguyên âm đôi.
Con đọc từ âm đầu lướt nhảy sang âm thứ hai, đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ gạch chân vào từ có chứa âm ai, oi, ao. Oi, ai, ao. Và chúng ta sẽ cùng nghe và chúng ta sẽ cùng check nha. Joy, sleep, feel so proud to be a top designer. Okay. For this one, country identity as a separate nation and never destroy. Mike and Diana came to the farm to enjoy to the fair to enjoy food from around the world. A noisy crowd cheered and the band finally appeared on stage. Okay, so let's listen. One. Joyce feels so proud to be a top designer. Two. The country's identity as a separate nation was never destroyed. Three. Mike and Diana came to the fair to enjoy food from around the world. Four. A noisy crowd cheered as the band finally appeared on stage. Okay. Và chúng ta sẽ luyện tập các câu này, dành thời gian, các con dành thời gian, các con luyện tập ở nhà. Chúng ta di chuyển sang phần vocabulary thì chúng ta sẽ nói về chủ đề đó là đa dạng văn hóa, đúng không chúng mình? À, chúng ta sẽ nối từ với nghĩa của chúng. Origin là có nguồn gốc từ đâu đó, có nghĩa là cái khoảnh khắc hoặc là cái địa điểm nơi cái gì đó bắt đầu hoặc nó tồn tại. Popularity là sự phổ biến, thì nó là tình trạng mà làm sao được thích hoặc được ủng hộ bởi nhiều người, phổ biến hoặc là nổi tiếng, đúng nhỉ? Là chúng ta ví dụ các K-pop, đúng không ạ? Các ban nhạc ở K-pop. Identity là nhận diện, nó là cái đặc điểm hoặc là niềm tin mà làm cho người này thì khác so với những người khác. Và có cụm từ festivity có nghĩa là các cái hoạt động trong cái lễ hội, là cái hoạt động mà được tổ chức để kỷ niệm một cái sự kiện nào đó. Trend là một cái xu hướng, là một cái hướng cụ thể, đúng không ạ? Mà một cái tình huống đang thay đổi theo. Và chúng ta dùng là xu hướng hoặc là xu thế. À, với các từ này thì các con sẽ điền các từ còn thiếu vào các chỗ trống như sau. Câu số 1, ngôn ngữ được coi như là cái đặc điểm quan trọng nhất của cái gì đó của quốc gia. Và chúng ta có từ identity là nhận diện, đúng không? Bản sắc của một quốc gia. Và đó là lý do chúng ta làm sao? À, duy trì và giữ dần gì tiếng Việt của chúng ta, đúng không ạ? Trong sáng. Hầu hết năm mới cái gì đó thì bắt đầu từ ngày 31 tháng 12, chúng ta gọi là các hoạt động lễ hội, đúng không ạ? Của chào đón năm mới thì bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 và chúng ta thường có là đêm giao thừa, đúng không các con? À, câu số 3, cái gì đó của cái phong tục đó thì vẫn là cái điều huyền bí tới những người dân địa phương, và chúng ta từ origin. Ok, nguồn gốc. Câu số 4, bài báo đó thì làm sao thảo luận cái gì đó, thảo luận cái gì đó hiện tại trong phong cách thời trang giữa người trẻ, và chúng ta dùng đó là the trend. Ok, current. Alright, fashion styles and young people. Câu số 5, từ còn lại chúng ta dùng là sự phổ biến của cái việc đạp xe ở người trẻ bây giờ thì đã gia tăng. Tức là chúng ta có cả một cái xu thế là mọi người làm gì ạ? Mọi người đạp xe, đúng không nào? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nói về mạo từ. Thì các con chú ý, chúng ta sẽ sử dụng mạo từ trong các trường hợp như sau. Chúng ta sẽ chia thành hai loại, đó là mạo từ không xác định và mạo từ xác định. Chúng ta sử dụng mạo từ không xác định và ân trước danh từ số ít, danh từ đếm được khi mà người đọc, đúng không ạ, hoặc là người nghe không biết cái gì thì đang được đề cập đến. Ví dụ như tôi muốn mua một quà lưu niệm. Thứ hai, chúng ta sử dụng mạo từ xác định the trước một danh từ số ít hoặc số nhiều khi cái người nói hoặc người khi cái người đọc hoặc cái người nói, cái người nghe đó biết cái người ta đang đề cập đến cái gì. Trong các trường hợp như sau, chỉ có cái đó là duy nhất trong cái trường hợp, trong cái văn cảnh đó. Ví dụ mặt trời thì mọc ở hướng đông, thì mặt trời và hướng đông thì là mặt trời và hướng đông thì là duy nhất. Nó đã được đề cập trước đó. Ví dụ, một cậu bé thì mất cái đồng hồ. Một người phụ nữ đã tìm thấy cái đồng hồ và trả lại cho cái cậu bé. Thì các con thấy cái cậu bé đầu tiên thì nó dùng là mạo từ ơ. Và cái đồng hồ đầu tiên chúng ta cũng dùng mạo từ ơ. Tuy nhiên thì phía sau đó chúng ta dùng mạo từ tơ vì nó đã được nhắc đến. Chúng ta đề cập đến dụng cụ âm nhạc thì các con cũng sử dụng mạo từ tơ.
I'm learning to play the piano. Okay, chúng tôi đang học để chơi đàn dương cầm. Chúng ta cũng sử dụng mạo từ the trong các trường hợp là các quốc gia mà tên thì bao gồm các từ, ví dụ như là vương quốc hoặc là bang, hoặc các quốc gia mà có dạng số nhiều ở tên của các cái quốc gia đó. Ví dụ như Vương quốc Anh, Liên hiệp United States of America, nước Mỹ, chúng ta có The Philippines là nước Philippines bởi vì danh từ này nó có S. Ocean là các đại dương, các biển, các ngọn núi, các dãy núi, thì chúng vân vân thì chúng ta cũng sử dụng mạo từ the. Biển Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất trong các đại dương. Chúng ta không sử dụng mạo từ, không sử dụng mạo từ nào trong với các danh từ số nhiều này, danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được, mà được sử dụng trong cái cách là nói về cái gì đó rất là chung chung hoặc là không cụ thể. Ví dụ như chúng ta có trường hợp đó là gì ạ? Hổ, loài hổ là cái loài động vật đang bị nguy hiểm. Đó thì loài hổ là danh từ nói chung cho cái loài động vật này. Thì ở đây chúng ta sẽ điền các cái mạo từ vào các tình huống. Và ở đây chúng ta cũng vẫn dùng từ vựng liên quan đến chủ đề multicultural. Câu số 1, một trong những cái truyền thống phổ biến của lễ hội và Trung thu đó là chúng ta sẽ chọn đáp án là admiring the full moon. Ok, the full moon. Chúng ta làm gì ạ? Chúng ta có đáp án đây. Chúng ta làm gì? Ngắm trăng. Admiring the full moon là ngắm trăng các con nhé. Charles Lindbergh là người đầu tiên làm sao ạ? Fly solo là bay một mình qua. Ở đây ta có đại dương nhưng mà chúng ta sẽ dùng mạo từ the Atlantic. Ok. Người phụ nữ Việt Nam thì luôn luôn mặc áo dài vào những cái dịp đặc biệt. Và chúng ta sẽ dùng là danh từ nói chung đúng không? Ok. Rất nhiều sinh viên thì đã trải nghiệm cái sốc văn hóa khi mà họ học ở nước Mỹ. Nước Mỹ thì bao gồm các bang nên chúng ta dùng là the US. Câu số 5, bố mẹ tôi thì không bao giờ đi đến thành Rome. Thì thành Rome là một thành phố, nó giống như Hà Nội. Các con cũng không sử dụng mạo từ gì đúng không? Tiếp theo là các con sẽ làm việc theo cặp. Các con sẽ hỏi và trả lời về các cái chủ đề. Vậy thì các con chú ý chúng ta có dụng cụ thì chắc chắn chúng ta to play the piano có mạo từ the đúng không? Khi chúng ta nói đến UK, Vương quốc Anh thì chắc chắn chúng ta sẽ phải dùng the UK đúng không ạ? Chúng ta nói về biển, đại dương, các dãy núi chúng ta cũng dùng mạo từ the để chúng ta nói. Đó, are you playing the piano? Yes, I am. Would you like to travel to USA? I'd like to travel to UK. Alright, do you want to swim in the Pacific Ocean? The Red River. Tên các dòng sông. Nó sử dụng mạo từ trong các trường hợp đó. Chúng ta di chuyển sang phần tiếp theo. Như vậy các con đã qua phần language. Chúng ta sẽ di chuyển sang phần reading, kỹ năng đọc. Các con sẽ làm việc theo cặp. Các bạn sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ lựa chọn các cái đáp án đúng cho các cậu mà thể hiện các thông tin chúng ta có ở đây. Thứ nhất, đó thế nào là toàn cầu hóa? Toàn cầu hóa đó là gì ạ? Đó là sự giới hạn về buôn bán giữa các quốc gia hay là sự hòa nhập và tương tác giữa con người, cái việc kinh doanh các chính phủ từ quốc gia này đến quốc gia khác. Thì chắc chắn các bạn B đúng không? Làm thế nào là làm sao ạ? Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến đa dạng văn hóa trên thế giới, nó không có ảnh hưởng gì hay là nó gia tăng sự đa dạng về văn hóa, thì chắc chắn đáp án cũng sẽ là B đúng không? Và chúng ta biết được rằng là gì ạ? Hãng Apple đúng không ạ, thì đã thiết kế cái sản phẩm ở nước Mỹ, sản xuất ở một vài nơi trên thế giới bao gồm là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc đúng không ạ? Nhưng mà làm sao ạ, cái công ty thị phần của nó thì làm sao, và cái dạng sản phẩm cuối cùng của nó thì là ở Trung Quốc đúng không, nhưng mà nó bán trên toàn thế giới đó, thì nó thể hiện của sự toàn cầu hóa đúng không ạ? Nó có ảnh hưởng đến văn hóa không ạ? Có đúng không? Ví dụ Việt Nam của chúng ta thì đã làm sao, đã có nhiều cái món ăn quốc tế này, chúng ta đã làm gì ạ? Thay đổi cái hương vị của người địa phương, cái khẩu vị của người địa phương cũng như là cái cách làm ra cái món ăn đó. Ví dụ món sushi của người Nhật Bản thì rất là phổ biến ở Hà Nội và Hồ Chí Minh, thì đã sử dụng một số cái nguyên liệu của ở Việt Nam chúng ta đúng không? Ví dụ như là cá ở sông chứ không phải là cá nhập khẩu ở Nhật nữa đúng không? Hoặc là những cái đồ ăn, những cái món ăn là rau mà có vị ở ở vùng nhiệt đới đúng không ạ? Vì chúng ta biết là ở Hàn Quốc là xứ lạnh.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc cái nội dung của bài đọc. Đó, chúng ta có 5 cái tiêu đề và các bạn sẽ làm gì ạ? Điền vào ba cái đoạn chúng ta có ở đây. Chúng ta có về đồ ăn này, chúng ta có về âm nhạc này, chúng ta có về phong cách thời trang, thì ba những cái điều này đều thể hiện phong cách cá nhân của mỗi người. Chúng ta có là đây là ảnh hưởng của toàn cầu hóa lên đa dạng văn hóa. Đoạn văn đầu tiên, tiêu đề đầu tiên đó là gì ạ? Khám phá âm nhạc K-pop. Thứ hai đó là gì ạ? Sự pha trộn, đúng không ạ? Phong cách âm nhạc, phong cách thời trang, sự phổ biến của đồ ăn nhanh, không có cái biên giới nào với dành cho âm nhạc và các món ăn khác nhau. Thì chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có như sau. Cô sẽ nói dịch qua nội dung của bài này. Với cái kết quả của toàn cầu hóa, thế giới thì đang trở nên kết nối, càng ngày càng kết nối. Điều này thì đã thay đổi cái cách con người sinh sống, thay đổi cái cách sống, thay đổi niềm tin, thay đổi nghệ thuật cũng như là phong tục cũng như là văn hóa của họ và nhiều vấn đề khác, nhiều mặt khác. Mặc dù mọi người cái sự trải nghiệm của mọi người trên thế giới thì có vẻ khá là giống nhau, thì nhưng mà toàn cầu hóa thì cũng khuyến khích cho cái đa dạng văn hóa. Dưới đây là một vài ví dụ. Đầu tiên, đồ ăn nhanh, cái chuỗi đồ ăn nhanh và các cái nhà hàng quốc tế thì đã trở nên phổ biến, mang đến một cái số lượng lớn các món ăn và càng nhiều lựa chọn đồ ăn cho những cái người dân địa phương. Ví dụ ở đây Việt Nam của chúng ta có thể ăn món pizza của người Ý hoặc ăn món sushi của người Nhật. Thêm vào với những cái món ăn truyền thống của chúng ta. Hơn thế nữa, một vài cái món ăn quốc tế thì sử dụng những cái nguyên liệu địa phương mà làm cho nó trở nên độc đáo và phù hợp với cái khẩu vị của người địa phương hơn. Ngược lại, với những cái đặc sản của người Việt Nam chúng ta, ví dụ như là phở hay bánh mì, thì cũng giành được cái sự phổ biến trên toàn thế giới. Như vậy các con nhìn vào các cái từ khóa liên quan đến đồ ăn để chúng ta lựa chọn các cái chủ đề ở đây. Phần B chúng ta có nhờ vào toàn cầu hóa, mọi người có thể nhanh chóng tìm ra cái âm nhạc mới trên toàn thế giới. Mọi người ngày nay có thể thưởng thức cái việc nghe nhạc trên toàn cầu ở các cái đất nước khác nhau cũng như nền văn hóa khác nhau trong những cái ngôn ngữ khác nhau nữa, với cái ngôn ngữ khác nhau nữa. Ví dụ như là những người thanh thiếu niên ở Mỹ thì có thể nghe nhạc Hàn Quốc và cũng như là các cái nghe nhạc và hát, đúng không ạ, và khiêu vũ của người Hàn của âm nhạc Hàn Quốc. Họ cũng có rất là nhiều các lễ cũng có rất là nhiều các cái lễ hội trên toàn cầu mà có thể mang các cái nghệ sĩ cũng như là những cái người hâm mộ âm nhạc lại với nhau. Trong một cái thế giới kết nối ngày nay như thế này thì rất là phổ biến cho các nhạc sĩ trên toàn cầu có thể làm việc trong những cái dự án âm nhạc để có thể chia sẻ những cái ý tưởng của họ cùng với nhau. Toàn cầu hóa thì cũng ảnh hưởng đến thời trang bằng cách nó mở ra rất nhiều các cái phong cách thời trang cũng như là cái sự ảnh hưởng trên toàn thế giới. Các cái phong cách giao thoa văn hóa mà đã pha trộn cả truyền thống, những cái yếu tố cả truyền thống lẫn hiện đại thì đang gia tăng. Cái điều này thì đưa ra cái cơ hội cho những cái nhà thiết kế để có thể trở nên sáng tạo hơn và phản chiếu được cái sự phong phú về văn hóa trên toàn cầu. Ngày nay rất là dễ dàng cho mọi người để có thể theo kịp được cái xu hướng thời trang từ cái nền văn hóa, các nền văn hóa cũng như khu vực khác nhau, thể hiện được cái bản sắc của họ trong cái cách rất là mới cũng như là rất là thú vị. Nói tóm lại, toàn cầu hóa thì đã giúp cho củng cố làm mạnh lên sự đa dạng văn hóa trên toàn thế giới và làm cho mọi người đánh giá cao cái văn hóa khác nhau cũng như là cái phong cách sống khác nhau. Như vậy các bạn thấy chúng ta có là với các cái đoạn văn này chúng ta sẽ có đoạn văn A thì sẽ nói về sự phong phú của các món ăn, đúng không? Đoạn văn B thì chúng ta sẽ nói về không có cái rào cản nào về âm nhạc. Và đoạn văn C là chúng ta nói về sự kết hợp giữa các cái phong cách thời trang với nhau. Chúng ta đã làm xong nhiệm vụ số 2, chúng ta đã kết nối được các cái tiêu đề, đúng không nào? Đến nhiệm vụ số 3 thì các bạn Đến nhiệm vụ số 3 thì các con sẽ trả lời các câu hỏi. Cô giáo vừa mới dịch xong cái nội dung của đoạn thì nội dung câu trả lời cũng không quá khó với các bạn, đúng không nào? Câu hỏi số 1.
Là làm thế nào toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến cái phong cách ăn uống của mọi người? Đáp án A là nó giảm cái sự phổ biến của các món ăn truyền thống, hay là nó làm gì giới hạn cái lựa chọn đồ ăn của con người tới những cái món ăn địa phương, hay là người dân địa phương thì đang thử những cái món mới? Thì chúng ta có câu số 1 đáp án sẽ là C, đúng không nào? Câu số 2, cái điều gì thì không đề cập như là cái cách mà người Việt Nam đã thử, người dân địa phương đã có thể thử ở Việt Nam? Thì câu số 2 chúng ta chọn đáp án sẽ là B. Bởi vì là đáp án A là gì ạ? Các món ăn của các cái văn hóa khác sử dụng cái nguyên liệu được trồng từ Việt Nam, hay là gì ạ? Những cái món ăn truyền thống. Những cái món ăn truyền thống thì sử dụng những cái nguyên liệu quốc tế. Và đáp án C đó là gì ạ? Người Nhật thì nấu gạo, nấu cơm rồi đúng không? Và các cái con cá nó còn tươi. Câu số 3, cái gì có điều gì có thể suy luận ra được từ âm nhạc? Thì câu A chúng ta có là gì ạ? Âm nhạc đã kết nối mọi người trên các nền văn hóa. Người trẻ trên toàn thế giới thì thích nghe nhạc K-pop, hay là dễ dàng để có thể tổ chức cái lễ hội văn hóa. Thì chúng ta có từ khóa ở đây, nó chính là các từ chúng ta có ở đây, đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án này chưa phải rồi, đúng không? Chúng ta có đáp án A. Đó. Câu số 4, làm thế nào thì toàn cầu hóa đã ảnh hưởng đến thời trang? Như vậy các con sẽ đọc thông tin liên quan đến thời trang ở đoạn C. Nó đã giới thiệu đưa ra cái gì ạ? Các cái thành tố truyền thống hơn trong thiết kế thời trang, hay là nó thúc xúc tiến sự trao đổi các cái ý tưởng thời trang và các cái phong cách trên toàn thế giới, và nó làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho mọi người để tạo ra cái quần áo mới cho họ, cái trang phục mới cho họ? Thì ở đây chúng ta có đó là gì ạ? Nó đã thúc đẩy sự trao đổi vì có sự kết nối giữa cái cũ và cái mới. Câu số 5, có mục đích của cái bài báo này là gì? Mục đích của bài này là để thảo luận cái ảnh hưởng tích cực của toàn cầu hóa lên văn hóa, hay là giới thiệu các cái đặc điểm của cái văn hóa mới tới người đọc, hay là giải thích làm thế nào toàn cầu hóa có thể giúp mọi người có những cái trải nghiệm giống nhau? Thì ở đây chúng ta có là gì ạ? Các bạn sẽ là A, đúng không? Thảo luận những cái ảnh hưởng tích cực, đó là ảnh hưởng tích cực về mặt thời trang ở đoạn C này, ảnh hưởng đến âm nhạc ở đoạn B này, và ảnh hưởng đến các món ăn ở đoạn A, đúng không ạ? Nên nền văn hóa. Tiếp theo, đoạn văn số 4 là phối phần nhiệm vụ số 4, là các bạn sẽ làm việc theo nhóm hoặc trả lời câu hỏi, đó là gì ạ? Cái ảnh theo các em thì cái yếu tố khác của toàn cầu hóa nó ảnh hưởng đến sự đa dạng văn hóa đó là gì, và chúng ta có thể đưa ra với đặc điểm là ở Việt Nam chúng ta. Thì ở đây nó là những cái trải nghiệm cá nhân của các bạn, chúng ta sẽ trao đổi cùng với cả các thầy cô, với các bạn ở trên lớp, đúng không nào? Chúng ta sẽ chuyển sang phần speaking là kỹ năng nói. Thì trong phần kỹ năng nói thì chúng ta có cái sự kết nối giữa phần getting started và phần kỹ năng đọc, đúng không ạ? Chúng ta có phần khởi động và chúng ta có kỹ năng đọc. Chúng ta sẽ có làm sao các em sẽ làm việc theo cặp. Chúng ta sẽ thảo luận cái sự khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và một số nền văn hóa khác. Và chúng ta sử dụng thông tin. Ví dụ như chúng ta có văn hóa Việt Nam là món ăn chúng ta có phở này, bún chả này. Chúng ta có nem này, đúng không? Về âm nhạc thì chúng ta có gì nào? Âm nhạc chúng ta có hát dân ca này, có chầu văn này, có nhạc pop, đúng không nhỉ? Trang phục truyền thống thì chúng ta có áo tứ thân, có áo dài. Thế còn ở Hàn Quốc thì các bạn có món kim chi, có món tteokbokki. Âm nhạc các bạn có K-pop, cũng có nhạc dân gian của đất nước Hàn Quốc, và nhạc truyền thống, nhạc cổ điển. Và các bạn mặc đó là trang phục là hanbok. Thế còn ở nước Anh chẳng hạn thì các bạn có món fish and chips, có món thịt bò này, curry haggis, có âm nhạc của bebop, đúng nhỉ, British pop, ok, có nhạc giao hưởng, đúng không ạ, có âm nhạc truyền thống riêng của các bạn, với các cái trang phục của người the Scottish kilt. Thì đây nó là trang phục truyền thống của người Scotland đấy, đúng không nhỉ? Thì ở đây chúng ta có, các con nhìn vào cái phần so sánh này thì chúng ta sẽ có các cái thông tin. Chúng ta có như sau. Đây, vì chúng ta có sự giống nhau là gì ạ? Các quốc gia đều ăn cơm này, đúng không? Ăn phở này, rất nhiều rau và soup. Chúng ta đều sử dụng cái đũa, đúng không? Tuy nhiên thì sử dụng bằng gỗ hay là bằng tre.
Trong khi thì chúng ta sử dụng gỗ mường tre thì ở Hàn Quốc thì các bạn ăn bằng gì ạ? Mantou là bằng đĩa inox, tức là đĩa bằng kim loại. Món ăn đường phố thì là phần của hầu hết các nền văn hóa. Chúng ta đều làm gì ạ? Thờ cúng tổ tiên này, có lịch mặt trăng này, đúng không ạ? Chúng ta có lễ hội Trung Thu này, đúng không ạ? Có ngày lễ Phật đản này. Đó, và các quốc gia thì đều có cái trang phục truyền thống. Nhưng sự khác nhau thì chúng ta thấy rất nhiều sự khác nhau ở đây, đúng không? Thì con thấy là trang phục truyền thống của Việt Nam là gì? Của Hàn Quốc là gì? Của UK là gì? Thì chúng ta sẽ dựa vào những cái thông tin ở đây, chúng ta sẽ chia sẻ cùng với cả các bạn. Phần tiếp theo là các con sẽ làm theo việc theo nhóm. Và lớp các con thì trường các con thì đang tổ chức ngày hội đa dạng văn hóa, và các con sẽ thảo luận xem là trong cái sự kiện đó, trong cái ngày đấy thì các có những cái sự kiện nào có thể được diễn ra. Các con có thể lấy ý tưởng, lấy cái phần getting started để chúng ta sẽ xem là các bạn ấy đi đâu làm gì. Đúng không nào? Thì ở đây chúng ta có là gì ạ? Chúng ta sẽ làm sao ạ? Chúng ta sẽ quyết định là tổ chức cái ngày hội văn hóa ở trường. Chúng ta hãy cùng thảo luận xem là có thể hoạt động nào. Chúng ta có thể bao gồm chúng ta có thể làm gì ạ? Lên kế hoạch cái loại âm hình âm nhạc có thể được chơi ở trong lễ hội. Tớ gợi ý đó là gì ạ? Đó là những cái âm nhạc đặc trưng của một vài quốc gia. Đúng rồi, chúng ta có thể gọi đó là gì ạ? Bữa tiệc âm nhạc, và có thể mời các vị khách để làm sao biểu diễn các cái bài hát làm gì ạ? Trong nước và quốc tế. Và các bạn ấy làm gì ạ? Các bạn có thể hỏi các bạn học sinh để bình chọn cho cái tiết mục biểu diễn thu hút nhất, và người thì chiến thắng thì sẽ giành được một cái giải thưởng nhỏ. Tức là cái cách thì các bạn lên kế hoạch cho cái phần đó, và các bạn sẽ báo cáo lại với cả các bạn ở trong lớp, với thầy cô về cái ý tưởng của các nhóm, và sẽ thực hiện bình chọn, đúng không nào? Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái ngày hội văn hóa đó, thì chúng ta có là từ bao nhiêu ạ? Chúng ta có là ở trung tâm thành phố Hà Nội này, đúng không? Gặp gỡ những cái nền văn hóa khác nhau vào ngày mùng 10 tháng 10, từ 10 giờ đến 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Đó, thì có các cái hoạt động như sau. Ở đây có các quốc gia, đó là gì đây các con nhỉ? Có Hàn Quốc này, đúng không? Chúng ta có vẽ, có cái hoạt động là vẽ này, đúng không? Làm kim chi này, các cái khiêu vũ của các cái ban nhạc K-pop này. Ở nước Vương quốc Anh thì ta có triển lãm, đúng không ạ? Về Hoàng gia Anh này, uống trà này. Ở Nhật Bản thì chúng ta có origami này, chúng ta có làm sushi này. Chúng ta có workshop về làm anime này, đúng không? Food booths là các cái quầy về thực phẩm, quầy về đồ ăn đấy. Chúng ta có đường phố ở Việt Nam, món ăn phở, đúng không? Mì phở của Hàn Quốc, fish and chips, các cái món ăn đặc trưng của các quốc gia. Rồi chúng ta có gì ạ? Biểu diễn của ban nhạc K-pop, của ban nhạc Britpop, đúng không ạ? Và lucky draw là vào lúc 9 giờ là sẽ gọi tên xem bạn nào sẽ là người chiến thắng. Như vậy chúng ta có các nội dung của phần reading. Chúng ta di chuyển sang phần listening. Và trong phần listening này thì các con sẽ nói về một cái lễ hội. Và lễ hội chúng ta đang đề cập ở đây đó là Celebrating Halloween in Vietnam, là tổ chức, đúng không ạ, Halloween ở Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có các từ như sau. Từ đầu tiên các bạn nhìn thấy đó là từ trick or treat. Đây là một cái thói quen mà trẻ em đến gõ cửa các nhà, đúng không, trong Halloween và xin các bác chọc cháu kẹo hay các bác muốn bị kẹo nè. Chúng ta có từ haunted house, cô nhà ma, pumpkin lantern, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Những cái đèn lồng mà có hình của cái con đèn lồng bằng làm chất liệu đó là bí ngô. Và chúng ta có đây là những cái hoạt động rất là đặc trưng của ngày dịp lễ Halloween, đúng không ạ? Nó tổ chức vào ngày 31 tháng 10. Bây giờ thì tổ chức ở một vài nơi ở Hà Nội. Và chúng ta có nghe một cái đoạn hội phỏng vấn. Đấy, bạn Minh và bạn Mai nghĩ gì về Halloween? Và chúng ta sẽ khoanh tròn vào các từ mà các con nghe thấy. Đó, ok, now let's listen. Hello, we're at the New Era Secondary School in Hanoi, and the students are preparing for a special event. I'm going to talk to some of them. Hi Min, what are you doing? I'm helping my classmates create a Halloween haunted house. Really? I didn't know you celebrated Halloween in Vietnam. Actually, it's an annual event at my school.
and it's very popular among my classmates. Do you like taking part in Halloween parties? Yes, it's great fun. But I'm more interested in its origin. Halloween is believed to originate from an ancient festival in Ireland. It marked the beginning of the Celtic New Year. Wow, you know so much about Halloween. Thank you. Now, let's interview another student. Hi, Mai. Are you going to any Halloween parties today? Not really. Wearing scary costumes is very childish. I also find the Halloween custom of trick-or-treating a bit childish. So, what do you think about celebrating Halloween in Vietnam? It's a waste of time. Why should we celebrate it here when other countries don't celebrate Tet or other Vietnamese festivals? You have a point, but Halloween is popular in Asia. There are more international festivals celebrated in Vietnam now. Do you think they have any negative impacts on your culture? Not really. Many people worry that our culture will be ruined by international festivals. But they needn't worry too much. Our traditional festivals haven't lost their appeal. That's interesting. Thanks for sharing. Đó, thì mỗi bạn có một cái quan điểm khác nhau. Nhưng các con nghe thì con thấy chung là bạn Minh thì thích về cái lễ hội này đúng không? Đấy, hai quan điểm khá là đối lập. Còn bạn Mai thì cho rằng là không nên diễn ra điều đó. Đó, và con thấy nghe thấy giọng điệu của các bạn thì cũng đã khác rồi đúng không? À, chúng ta có như sau. Câu số 1, bạn Minh thì thích tổ chức Halloween này. Bạn nghĩ rằng lịch sử của Halloween thì rất là thú vị đúng không nhỉ? Còn bạn Mai nghĩ là mọi người không nên tổ chức Halloween ở Việt Nam. Bạn ấy tin rằng là gì ạ? Phổ biến của sự phổ biến của các cái lễ hội truyền thống ở Việt Nam thì sẽ gây ra cause for alarm. Ok. À, chúng ta có tiếp theo các con sẽ nghe và con sẽ điền không quá hai từ vào các chỗ trống như sau. Hello. We're at the New Era Secondary School in Hanoi, and the students are preparing for a special event. I'm going to talk to some of them. Hi, Min. What are you doing? I'm helping my classmates create a Halloween haunted house. Really? I didn't know you celebrated Halloween in Vietnam. Actually, it's an annual event at my school, and it's very popular among my classmates. Do you like taking part in Halloween parties? Yes, it's great fun. But I'm more interested in its origin. Halloween is believed to originate from an ancient festival in Ireland. It marked the beginning of the Celtic New Year. Wow, you know so much about Halloween. Thank you. Now, let's interview another student. Hi, Mai. Are you going to any Halloween parties today? Not really. Wearing scary costumes is very childish. I also find the Halloween custom of trick-or-treating a bit childish. So, what do you think about celebrating Halloween in Vietnam? It's a waste of time. Why should we celebrate it here when other countries don't celebrate Tet or other Vietnamese festivals? You have a point. But Halloween is popular in Asia. There are more international festivals celebrated in Vietnam now. Do you think they have any negative impacts on your culture? Not really. Many people worry that our culture will be ruined by international festivals. But they needn't worry too much. Our traditional festivals haven't lost their appeal. That's interesting. Thanks for sharing. Alright, our traditional festivals are still very great importance. Đó, thì các bạn học sinh ở trường, trong câu số 1 chúng ta có là các bạn học sinh ở trường kỷ nguyên mới đúng không ạ? Là đang chuẩn bị cho một cái sự kiện rất là đặc biệt. Halloween thì được tổ chức hàng năm và khá là phổ biến ở trường của bạn Minh. Đúng không ạ? Và Halloween thì có nguồn gốc ở một cái lễ hội của người Celtic truyền thống đúng không ạ? Và tổ chức ở Ireland. Ngày nay Halloween thì khá phổ biến ở các quốc gia châu Á và ở Việt Nam thì các lễ hội truyền thống vẫn rất là quan trọng. Đó là quan điểm, vẫn là quan điểm của bạn Mai đúng không? Bây giờ các em sẽ làm việc theo nhóm và các bạn sẽ thảo luận câu hỏi rằng là các cái lễ hội khác trên thế giới mà được tổ chức ở Việt Nam đó là gì và tại sao chúng lại phổ biến?
À, thì chúng ta có là Valentine Day này đúng không? À, ngày lễ tình nhân này, lễ Giáng sinh này, năm mới này. Năm mới này là năm mới theo năm dương lịch đúng không ạ? À, chúng phổ biến bởi vì nó dựa theo lịch mặt trời mà được chấp nhận trên toàn thế giới. Hơn thế nữa là nhiều người trẻ Việt Nam thì học tiếng Anh như là ngôn ngữ thứ hai. Thế nên là cái việc tổ chức cái lễ hội này thì mang đến cơ hội để có thể luyện tập đúng không ạ? Ngôn ngữ cũng như là thể hiện cái văn hóa của thế giới và người trẻ cũng thích tìm ra những cái cách mới để giải trí và có thêm nhiều niềm vui. Chúng ta sẽ di chuyển sang phần tiếp theo đó là bài writing. Thì trong bài writing thì các em sẽ viết một cái bài luận về cái tầm quan trọng và cái ảnh hưởng của cái lễ hội thế giới đối người trẻ của Việt Nam. Thì chúng ta sẽ cùng xem với những cái lễ hội đó thì có cái ảnh hưởng thì sẽ có ảnh hưởng tích cực hoặc là ảnh hưởng tiêu cực đúng không ạ? Đến với ảnh hưởng tích cực và tiêu cực như thế nào? À, đầu tiên nó làm sao khuyến khích cho người mọi người mua những cái thứ đồ mà họ không thể cần. Như vậy đây chúng ta đang nói về Nam Quảng đúng không? Thứ không cần và nó chỉ diễn ra trong vòng 1 năm nhỉ? Nó khuyến khích các hoạt động ngoại khóa thì đây sẽ là tích cực rồi. Có thể làm cho nhiều người mất đi cái gì bản sắc của họ thì đây chính là tiêu cực. Mang lại rất nhiều niềm vui này, hạnh phúc này và niềm vui với mọi người, nó sẽ còn từ positive làm cho người trẻ bỏ quên những cái lễ hội địa phương của họ thì đây là negative đúng không, giúp cho người trẻ học về các nền văn hóa khác. Đó là chính là nội dung của phần tiếp theo thì các em sẽ làm gì ạ? Thảo luận các cái lý do. Để ví dụ như chúng ta có là gì ạ? Chúng ta có là gì ạ? Nó có ảnh hưởng tiêu cực đúng không? Nó là gì ạ? Học học sinh làm sao không phải mua mất rất là nhiều tiền này, không làm gì không nên lãng phí tiền trong ví của họ để mua những cái thứ họ không thích như là trang phục ở Halloween hay là sự trang trí Giáng sinh đúng nhỉ? Chúng ta có những cái giải thích cụ thể hơn như sau. Cái ảnh hưởng tích cực là làm gì ạ? Các cái hoạt động chúng ta có các cái hoạt động ngoại khóa thì chúng ta có thể tổ chức các cái sự kiện xã hội đúng không ạ? Ví dụ như là cái hội chợ Giáng sinh này hoặc là cái bữa tiệc Halloween, chúng ta có thể tham gia vào cái gì ạ? Các cái sự cái cuộc cái buổi biểu diễn về văn hóa cũng như là lễ hội. Nó mang lại rất nhiều niềm vui, nói chung là rất nhiều niềm vui và hạnh phúc đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng những cái cơ hội này, những cái điều này như là những cái cơ hội để giải trí này, để dành thời gian với bạn bè, gia đình và tận hưởng những cái biểu diễn về âm nhạc cũng như là cảm nhận những cái món ăn truyền thống mà được ăn trong thông suốt trong cái dịp lễ hội đó. Cái ảnh hưởng tích cực của nó là giúp cho người trẻ học về các cái văn hóa khác. Đó là chúng ta học về các cái nguồn gốc cũng như là lịch sử của lễ hội, đúng không ạ? Cái văn hóa cũng như là cái phong tục của các cái quốc gia, của mọi người các quốc gia đó. Thế ảnh hưởng về tiêu cực thì chúng ta có như sau. Nó khuyến khích mọi người mua những cái thứ mà mọi người không cần. Ví dụ học sinh mua những cái đồ mà để được gì trang điểm cho Giáng sinh này hoặc là trang trí cho Halloween hoặc trang trí cho Giáng sinh mà họ không dùng một cách thường xuyên đó, họ có thể làm gì ạ? Nó có thể làm cho mọi người mất đi cái bản sắc của họ khi mà chúng ta tổ chức những cái lễ hội quốc tế và chúng ta học về cái lịch sử và các cái phong tục của các cái lễ hội đó của các quốc gia khác đó, chúng ta có thể mất đi cái gì ạ, cái nhìn về truyền thống này, văn hóa này và làm theo cái giá trị văn hóa của các quốc gia khác đó. Chúng có thể làm cho người trẻ làm sao ạ, quên đi cái bản sắc, quên đi những cái lễ hội địa phương, và chúng ta giải thích như sau ạ, càng ngày càng nhiều người làm sao tổ chức những cái lễ hội thì trên toàn thế giới thay vì những cái lễ hội địa phương. Thế nên là những cái ngày tháng thì dễ dàng để nhớ hơn, là những cái ngày tháng của lễ hội quốc tế thì dễ dàng được nhớ hơn bởi các lễ hội địa phương mà nó dựa trên lịch mặt trăng. Đó cũng là những cái lý do, là những cái phân tích. Thì các em sẽ viết một cái bài luận trong vòng 180 từ về cái chủ đề chúng ta đang có ở đây, đó là ảnh hưởng của các cái lễ hội quốc tế đến người trẻ của Việt Nam của chúng ta, và chúng ta sử dụng các ý tưởng mà chúng ta vừa mới có. À, ví dụ như đây chính là đoạn mở bài. Ngày nay người trẻ thì làm sao tổ chức cái lễ hội mà ví dụ như là Christmas hay là Halloween, một vài người nghĩ rằng nó không có cái gì sai, trong khi những người khác thì lo lắng về cái ảnh hưởng của nó, ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, văn hóa nước ngoài. Quan điểm của bạn như thế nào? Đó, thì ở đây chúng ta sẽ nói về cái ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, và đây chính là dàn ý.
Đấy, đây là mở bài, đây là phần thân bài đúng không? Và đây là phần kết kết luận. Thì chúng ta sẽ có các cái nội dung chúng ta kết nối với nhau thông qua các cái liên từ và các con sử dụng các cái ý mà chúng ta thấy ở trong phần bài chúng ta có. Thì các bạn sẽ làm bài và các thầy cô cũng sẽ chữa bài cho các bạn. Chúng ta di chuyển sang phần Communication and Culture. Trong phần Communication and Culture thì chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ đoàn thành đoạn hội thoại với các cái phần thể hiện như sau. 1. Good morning, class. I'd like you to meet Mr. Paul Smith. He's a culture specialist. Today, he'll talk about cultural diversity in the UK. Hello, everyone. It's nice to meet you all. Good morning, Mr. Smith. It's nice to meet you too. 2. Nam, this is Alan Sampson, our new classmate from Australia. Alan, this is my friend Nam. Pleased to meet you, Alan. Pleased to meet you too. Đó, chúng ta có là gì ạ? Đây chính là cái nội dung của việc các con làm gì ạ? Đưa ra cái giới thiệu và phản hồi lại như thế nào. Chúng ta sẽ sử dụng các câu chúc câu như là I'd like to meet you, okay? This is Alan Sampson. Và phản hồi lại cho nó It's nice to meet you all. Hoặc là It's nice to meet you too. Okay? Và đó là cái phần để các con sẽ làm gì ạ? Giới thiệu, đưa ra giới thiệu đúng không? Chúng ta sử dụng các cái ngôn ngữ khác nhau chúng ta có như sau. Ví dụ như chúng ta nói ngôn ngữ theo cái phong cách rất là trang trọng thì chúng ta sẽ sử dụng đó là gì ạ? I'd like to meet, I'd like you to meet, tôi muốn bạn gặp này. I'd like to introduce, I'd like to present, it's a pleasure to introduce, may I introduce, may I present. Và chúng ta phản hồi lại là it's nice to meet you, how nice to meet you, it's a pleasure to meet you, how do you do? Và thông tin, khi mà nói chuyện mà mình nói với phong cách là rất là thân mật, you know, this is, I want you to meet, let me introduce you to, please meet, have you met? Okay? Và phản hồi lại chúng ta sẽ nói hi, it's great, it's nice to meet you, or please, or happy to meet you. Okay? Và ở đây trong tình huống đó là gì ạ? Teacher A thì là bạn A là học là giáo viên, bạn B là một cái học sinh trao đổi đúng không ạ? Từ nước Mỹ, và bạn C sẽ giới thiệu với các bạn trong lớp và các con sẽ giới thiệu các bạn với nhau. Tình huống số 2 thì đó là gì? A là một thành viên đúng không ạ? Và B là một là gì ạ? Chủ nhiệm của câu lạc bộ văn hóa ASEAN và bạn C là thành viên mới. Các bạn giới thiệu với nhau theo các cái tình huống chúng ta dựa trên cái phần bài Getting Started chúng ta có. Chúng ta sẽ di chuyển tiếp theo đến phần culture or clue. Và đây chúng ta đang nói về culture shock, là sốc về văn hóa. Điều này sẽ gặp phải khi các bạn sinh sống và làm việc ở các quốc gia khác, đúng không nào? Bài 1, các em sẽ làm gì ạ? Các bạn sẽ đọc và đánh dấu tick hoặc dấu cross vào cái hộp, cái ô cạnh bức tranh để thể hiện hành vi như thế là đúng hay khác nhau ở các quốc gia. Chúng ta có như sau. Sốc văn hóa. Sốc văn hóa đề cập đến cái cảm giác làm sao ạ? Không rõ ràng hoặc là rất là xấu hổ mà mọi người có thể trải qua khi ở nền văn hóa mới. Sốc văn hóa có thể bị gây ra bởi cái rào cản về ngôn ngữ hoặc là cái phong cách sống không quen thuộc hoặc là cái khí hậu khác hoặc là cái đồ ăn cũng đồ ăn lại. Ví dụ như là khách du lịch để tới nước Mỹ có thể thấy rất là khó để quen với cái văn hóa tipping của người địa phương, văn hóa gọi là tiền tip là tiền mà chúng ta sẽ gọi là ngược lại tipping ở Hàn Quốc ở Nhật Bản có thể được coi là thô lỗ và thậm chí là mang tính xúc phạm trong nhiều trường hợp. Cái cách tốt nhất để vượt qua shock văn hóa đó là chúng ta bắt đầu học về cái nền văn hóa mới trước khi chúng ta đi đến đất nước đó. Và đây chúng ta có từ tip ở đây là tiền tiền quà đúng không ạ? Tiền quà, tiền cho cái gì đó, tiền quà nhé. Cái cách tốt nhất là chúng ta sẽ làm gì ạ? Bắt đầu học về cái nền văn hóa mới trước khi chúng ta di chuyển đến đó. Bạn nên thử, bạn nên cố gắng để tập trung vào cái những cái mặt tích cực của những cái trải nghiệm của mình và giữ cho mình một cái tư duy rất là mở
học về cái sự đa dạng văn hóa có thể giúp cho bạn có những cái cách khác nhau về cách suy nghĩ khác nhau về thế giới, có được tri thức mới và những cái trải nghiệm và phát triển được cái cải thiện được cái phát triển bản thân của mình. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết 2 phần 3 đến 3 phần 4 mọi người trên thế giới thì lái xe ở bên tay phải, trong khi chỉ 1 phần 4 tới 1 phần 3 mọi người là trên thế giới lái xe bên tay trái, bao gồm nước Vương quốc Anh và nước Australia. Hoặc bạn có thể thấy ra rằng là gì? Bạn bị cấm, bạn đang sử dụng cái này thì bị cấm ở quốc gia khác. Ví dụ như là Singapore chẳng hạn, cái việc bán kẹo cao su thì là bất hợp pháp, và người Singapore có cái luật này rất là nghiêm khắc. Thế nên là hãy nhớ rằng là sốc văn hóa thì không phải là một cái trải nghiệm xấu hoặc trải nghiệm thật là tồi tệ, nhưng bắt đầu một cái hành trình học tập rất là thú vị về văn hóa. Và như vậy chúng ta có là gì ạ? Chúng ta có từ tiền tip là tiền quà đấy, đúng không ạ? Tiền quà cho ở nước A, nước Mỹ thì rất là bình thường, nhưng ở nước Anh và ở Nhật Bản thì coi là thô lỗ, đúng không ạ? Chúng ta có lái xe ở bên tay trái ở UK thì là được phép, đúng không? Nhưng mà ở Singapore ăn kẹo cao su thì là bất hợp pháp, đúng không ạ? Mỗi nước có một cái nền văn hóa khác nhau. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục làm việc theo nhóm và thảo luận các cái câu hỏi. Đó là gì ạ? Cái thể loại sốc văn hóa có thể người người nước ngoài có thể đến Việt Nam của chúng ta đó là gì? Bạn làm gì để giúp họ vượt qua cái điều đó? Nó có rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Chúng ta làm sao ạ? Chúng ta ăn bằng đũa, đúng không ạ? Hoặc chúng ta ăn cái món ăn đường phố ngay trước mọi người, đúng không? Mà ngay trước trước mặt mọi người, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta thấy làm sao ạ? Những cái tiếng xe cộ này ở các thành phố lớn này như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì rất là ồn ào, đúng không ạ? Và có rất nhiều xe ô tô, rất nhiều xe máy, đúng không ạ? Rất nhiều xe máy ở trên phố, đúng không? Và để vượt qua đi điều này thì có thể làm gì ạ? Cung cấp ra cho những cái người hướng dẫn viên, đúng không? Hoặc những người dân địa phương để đi cùng với họ để chia sẻ những cái điều này. Và như vậy tiếng Anh thì cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Chúng ta đã đi qua phần Communication and Culture. Với phần Looking Back, chúng ta đi qua các nội dung là các bạn sẽ tiếp tục đọc các cái câu mà chứa các cái phần chúng ta có. Okay, now let's listen. 1. Seeing my K-pop idols appear at the booth, I started shouting their names loudly. Loudly. 2. Mike really enjoyed his life in the USA, despite experiencing culture shock. 3. The Korean Food Festival offers a wide choice of spicy dishes. 4. They haven't announced the final applicants for the culture exchange program. All right. Phần số 2 là các bạn sẽ lựa chọn, đây chúng ta chuyển sang phần vocabulary, là các bạn sẽ lựa chọn các cái từ đúng để hoàn thành vào các câu. Câu số 1 chúng ta có là gì ạ? Học ở nước ngoài thì là một cái xu hướng, đúng không ạ? Ở nhiều quốc gia châu Á. Người ta tin rằng là gì ạ? Songkran, lễ hội Songkran của người Thái Lan thì có nguồn gốc có nguồn gốc từ câu chuyện của Phật, đúng không ạ? Rất là quan trọng để bảo tồn cái bản sắc của một quốc gia thông qua văn hóa. Và ta có món ăn của người Ý thì phổ biến bởi vì nó rất là ngon và có lợi cho sức khỏe. Tiếp theo phần ngữ pháp con sẽ điền mạo từ ơ, ân, vào với các đáp án như sau. Câu số 1, in a foreign country. Nhiều học sinh trung học có giấc mơ là học nước ngoài bởi vì các bạn ý nghĩ đó là cái cơ hội rất là tuyệt vời. Tuy nhiên trong khi học ở một cái quốc gia, ở một nước ngoài, ví dụ như là the US, đúng không ạ? Nước Mỹ, học sinh, sinh viên có thể trải qua sốc văn hóa. Một trong cái cách tốt nhất để có thể đối diện với sốc văn hóa để làm cái, để research, nghiên cứu cái gì ạ? Cái văn hóa địa phương trước đó. Ví dụ như là nếu như bạn tham gia vào một cái trường đại học ở Vương quốc Anh, hãy đọc về văn hóa của người Anh, có thể giúp giúp đỡ cho bạn điều này. Điều này sẽ giúp cho bạn hiểu làm thế nào để
tương tác với người dân địa phương. Bạn cũng chuẩn bị đúng không ạ, để đối diện với những cái sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, làm bạn với những bạn học sinh khác, tham gia các câu lạc bộ, tham gia các sự kiện xã hội ở các trường đại học thì cũng là cách để chúng ta vượt qua cái cú sốc về văn hóa này. Và trong phần project thì các em sẽ làm gì ạ? Làm việc theo nhóm và các bạn sẽ lựa chọn một quốc gia và thực hiện một vài cái nghiên cứu về văn hóa của quốc gia đó, và các bạn sẽ đưa ra bài trình bày. Chúng ta bao gồm là quốc gia này, ngôn ngữ này, các cái lễ hội văn hóa truyền thống cũng như là cái phong tục của họ là gì, đúng không ạ? Âm nhạc, thời trang, món ăn, chúng ta có các quốc gia đó là gì, và sau đó thì các bạn sẽ trình bày với các cái nội dung các bạn đã tìm hiểu. Và trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi chúng ta đã nói về, các bạn đã nhận diện ra và phát âm được nguyên âm đôi, đúng không? Ba nguyên âm đôi đó là ôi, ai, ao và các từ ở trong câu. Các em hiểu được và chúng đã sử dụng được các từ liên quan đến đa dạng văn hóa. Các bạn biết cách sử dụng mạo từ xác định và mạo từ không xác định một cách chính xác này. Các bạn đọc được cái ý chính cũng như ý cụ thể, thông tin cụ thể về một bài báo về cái chủ đề toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa. Các em thảo luận một cái và đưa ra một cái kế hoạch về ngày hội văn hóa, ngày hội đa dạng văn hóa. Các em nghe thái độ của mọi người cũng như là cái thông tin chi tiết về một cái phỏng vấn về lễ hội Halloween ở Việt Nam. Các em có thể viết một cái bài luận về cái ảnh hưởng của cái lễ hội thế giới đến người trẻ Việt Nam của chúng ta, và đưa ra cái giới thiệu và phản hồi lại so với những cái giới thiệu đó, và nhận diện ra được cũng như là nhận diện cũng như là đưa ra các cái nhận diện được các cái yếu tố cũng như là các cái ví dụ của sốc văn hóa, và thực hiện nghiên cứu tìm hiểu về cái văn hóa của một quốc gia và đưa ra cái bài trình bày nhóm của mình. Cô giáo hy vọng các cái hoạt động cô giáo hỗ trợ hiện tại đang giúp cho các bạn, giúp cho các em trong cái tiến trình tự học của các bạn và hỗ trợ các bạn trong tiến trình học tập của các em nhiều hơn. Cảm ơn các bạn vì đến thời điểm hiện tại vẫn theo dõi video cô Thủy đang thực hiện. Hẹn gặp lại các em trong các chuỗi video tiếp theo. Thank you and see you in next video. Goodbye.